Sáng nay tại chốt kiểm soát dịch đặt tại vị trí giáp ranh giữa xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 chuyến xe chở rau củ quả và thịt từ các xã miền núi của tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong số nhiều chuyến hàng được tỉnh Quảng Nam vận chuyển đến địa phận Đà Nẵng nhằm san sẻ khó khăn, giúp sức cho người dân thành phố trong những ngày thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đấy. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay. Nằm trong kế hoạch hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân thành phố Đà Nẵng trong những ngày thực hiện các biện pháp siết chặt phòng chống dịch COVID-19, sáng nay, hai huyện Nam Giang và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam đã vận chuyển 7 tấn rau củ quả và hơn 250 kg thịt đến địa phận thành phố Đà Nẵng. Số hàng này được Ủy ban Mặt trận thành phố tiếp nhận và phân bổ kịp thời đến các phường trên địa bàn thành phố. Những chuyến xe chở theo hàng hóa, lương thực, thực phẩm như thế này từ các xã miền núi của tỉnh Quảng Nam được tập kết tại các địa điểm giáp ranh giữa hai địa phương nhằm đảm bảo an toàn và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay. Những tấn rau củ quả được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn và huyện Nam Giang thu mua từ bà con nông dân để kịp thời hỗ trợ cho người dân Đà Nẵng. Trong thời gian chưa đầy 20 ngày, huyện Nam Giang đã hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng đợt thứ nhất là 10 tấn, trong đó có 5 tấn gạo. Đợt thứ hai là 200 triệu gồm các lương thực và thực phẩm. Và đợt thứ ba là hôm nay, chia sẻ cùng với Đà Nẵng thì bằng những tấm lòng, bằng những cái việc làm rất là nhỏ, bằng những củ mang, bằng những cái quả cà của đồng bào để mà góp cho chiến dịch này. Không chỉ có rau củ quả, những mặt hàng tươi sống như thịt cũng được người dân tại các xã miền núi đóng góp, đóng gói cẩn thận để gửi đến người dân Đà Nẵng với tất cả sự sẻ chia, nghĩa đồng bào giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp. Với mỗi chuyến hàng hỗ trợ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đều có mặt để tiếp nhận và phân phối kịp thời đến các xã phường trên địa bàn thành phố để phân bổ đến các hộ gia đình. Người dân của thành phố Đà Nẵng rất cảm động cho những cái nghĩa cử, những tấm lòng của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam cũng như là cán bộ của tỉnh Quảng Nam đã san sẻ những cái niềm vui và chia sẻ những cái lương thực, thực phẩm thiết yếu để góp phần cho nhân dân Đà Nẵng có những cái bữa cơm và cái cuộc sống bình thường trong cái thời gian Đà Nẵng thực hiện ai ở đâu thì yên ở đó để thực hiện cái phòng chống dịch một cách có hiệu quả. Từ giữa tháng 8 cho đến nay, hàng chục chuyến hàng từ các xã miền núi tỉnh Quảng Nam chở theo lương thực, thực phẩm đã liên tục được vận chuyển đến địa phận thành phố Đà Nẵng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời từ phía tỉnh bạn, mà trên hết đã tô thắm cho tình cảm gắn bó keo sơn giữa người dân Quảng Nam, Đà Nẵng anh em. Những chuyến xe không chỉ đầy ắp hàng hóa, mà còn đầy ắp cả tình thương, sự sẻ chia giữa những lúc khó khăn nhất.